Em xin chào cả ba camera. Mình nhìn thẳng một chỗ, đừng xoay vậy sẽ khó bắt hình á. Ok. Xin chào các mọi người, mình là Ricky Star và mình vừa hoàn thành chặng đường rap tiền của mình. Cái điều đầu tiên mình muốn hỏi là về cảm xúc hiện tại của mình, và sau khi cái đêm chung kết kết thúc ấy, thì điều gì khiến cho Ricky Star cảm thấy tự hào với tiếp nhất? Em cảm thấy là tại vì trong cuộc thi này em được mọi người theo dõi, được mọi người ủng hộ, được mọi người biết tới. Và anh cảm thấy những cái khoảng thời gian mà ở trong phòng thu của mình, và những cái gì mình học được, và những cái gì mà mình dành toàn tâm toàn ý cho nó không bị lãng phí. Thì em có thêm rất là nhiều bạn bè trong chương trình này, em có những ngày tháng làm việc cùng anh em, có thêm những bài học mới. Cũng có lúc thắng, cũng có lúc thua, nhưng mà tất cả đều là những kinh nghiệm vô giá đối với em, và em học được rất là nhiều kỹ năng mới trong đó. Đó là cái mà em thấy hạnh phúc nhất. Còn cái nuối tiếc nhất ở đây là bây giờ là cái hành trình nó đã xong rồi. Em chỉ muốn reset lại và chơi bánh mới. Nhưng mà cái khoảnh khắc này nó là duy nhất rồi. Em chỉ mong sớm tới concert để mà gặp được các anh em lần nữa, và anh em lại tiếp tục cháy trên sân khấu lần nữa. Tại các anh em làm việc với nhau thấy rất là vui và không có áp lực gì hết trơn. Và đó là cái mà Ricky muốn tiếp. Nếu mà hiện tại bây giờ bạn được thay đổi điều gì đó, thì bạn muốn khi mà được thay đổi thì bạn sẽ muốn sửa điều gì nhất trong quá trình mình tham gia rap vậy? Nếu mà được thay đổi thì mình sẽ sửa điều gì ta? Mình sẽ... Tức là có một cái sự kiện gì mà diễn ra khiến bạn cảm nhìn, bạn đặt ra một cái chữ nếu như. Nếu như tiếc gì lại cái cuộc thi nào, nhưng mà nếu như mà em có sửa, em sẽ sửa kiểu tóc. Chắc vậy quá. Tại sao chăm? Tại sao ạ? Tại vì nó sẽ mới mẻ hơn. Trong cái phần thi chung kết hôm qua thì để ý Ricky Star có phần mặt và phần môi về trang điểm khá là, tức là nhìn nó khá bị lộ ấy. Sau khi bạn xem được cái phần đấy thì bạn có cảm thấy là mình, tức là phần nào ta? Tức là trong cái đêm thi hôm qua ấy, cái phần tiết mục mà mình dành cái đêm chung kết cái trong cái phần phỏng vấn ấy, thì mặt của bạn có phần tức là hơi trắng và môi hơi đỏ. Bạn có xem lại phần đấy, mà cái cảm xúc khi mà nhìn thấy mình trên TV lúc đấy như nào? Thì cảm xúc của mình đó là mình cảm thấy không có lộ miếng nào luôn á, kiểu mặt đó là mặt tự nhiên mà mọi người như là mới thức dậy luôn, hoàn toàn không lộ tí nào. Trong quá trình thi thì những cái nào tác động trực tiếp đến cái quá trình sáng tác của bạn không? Tác động tích cực và tiêu cực nào tác động ảnh hưởng trực tiếp? Thường thì cho dù nó có tích cực hay là tiêu cực thì mình cũng sẽ phải lùi lại một cái để mà suy nghĩ con họ người ấy là ai, và cái họ nó có đúng hay không. Và trước kia thường hay nghe những cái câu trung lập hơn, tại vì như là anh Khanik, mình làm dữ dội luôn xong mới đợi đến là một đời mệt, bỏ đi, ok bỏ luôn, làm lại từ đầu. Những cái comment tích cực tiêu cực thì nó không có ảnh hưởng gì đối với Ricky á. Vậy thì sau chương trình, cái kế hoạch mà duy trì phát triển thêm tên tuổi của mình ấy, thì bạn đã có kế hoạch cụ thể nào chưa? Và mình có cái tham vọng sau, tức là cái suy nghĩ thoáng qua tham vọng sau này mình sẽ trở thành một trong những người ngồi trên cái chiếc ghế huấn luyện viên. Nếu mà ngồi trên cái ghế huấn luyện viên đó thì mình sẽ giống như mấy anh, là giờ này mấy anh hay than là ngồi trên đó cũng 6 tháng rồi không chị? 6 tháng rồi, anh Khalid thì ngày nào cũng phải đi, rồi tóc thì bạc thêm nhiều. Ngồi trên đó thì trách nhiệm khá cao, thì nhưng mà ngồi cũng vui, hên xui thôi. Còn Ricky thì đang phải làm những cái dự án mới của mình, và cùng với anh em Moon CD như là Lăng Yêu đi, Shichen, Nobito, để mà làm những cái mới để mà truyền lửa đi xa hơn nữa. Và có thể là còn rủ mấy anh em ở trong rap Việt thích với nhau. Đại loại như là mình sẽ rủ MCK làm một bài tên là Gáy. Yep. Vậy thì gọi như là hào
quan của bạn trên sân khấu thì về nhà bạn thường làm gì? Thì sau những tiết mục hào quang ở trên sân khấu thì thường là về nhà thì kia sẽ rửa chén, quét nhà, làm những việc mà bình thường thì trên sân khấu mà trên sân khấu mình muốn là ai cũng được, nhưng mà khi mà bước xuống sân khấu là trở về lại là Ricky bình thường, một nghệ sĩ bình thường như bao người khác. Cũng phải có lúc đi trễ rồi đùa giỡn các bạn, mình không phải lúc nào cũng nghiêm túc như trên sân khấu, và trên sân khấu thì cũng không nghiêm túc lắm. Thật là hôm qua những ai mà theo dõi đêm chung kết á, thì đôi khi những cái khoảnh khắc bắt được thì thấy ánh mắt của anh rất là buồn, vì chắc là mình đang kỳ vọng rất là nhiều vào đêm chung kết, nhất là khi mà mình nhận được đến 4 món vàng nữa. Thật tâm mà nói, mình trải lòng là đêm hôm qua cảm xúc của mình như thế nào, không phải á quân mà quán quân. Mình đã cố gắng hết sức của mình để mà đi được tới cuối chặng đường. Còn ngôi vị quán quân và á quân là tất cả mọi người đều biết là đó là sự chọn lựa của phần đông khán giả. Họ sẽ chọn người xứng đáng, một cái câu chuyện xứng đáng để mà đứng ở vị trí quán quân và á quân. Thì mình không phải là người được chọn của phần đông khán giả, nhưng mà mình đã chiến thắng được rất là nhiều thứ. Cái mình hạnh phúc ở đây đó là mình đã đi được cùng các bạn đến cuối chặng đường, và cái điều đó hoàn toàn không phải dễ. Tại vì kế bên cạnh mình là Thành Ro, Gonzo, Tần Linh, MCK, Lan LD, G-Ducky và cả Giấy Cất. Không có ai là kiểu bình thường hết. Tất cả mọi người khi một khi đã đặt bút ký vô cái giấy để mà đi thi rớt việc thì họ đã chiến thắng phần nào đó trong cuộc sống của họ rồi. Và từ cái lúc đầu Ricky ký vào là Ricky đã không sợ mất gì hết. Khi vào đây mình chỉ được thêm thôi. Còn danh vọng với là ở những danh tiếng có sẵn từ trước nữa, nếu mà nó mất đi nó chỉ là hư ảo thôi. Ricky chỉ muốn là những người hâm mộ của mình thấy được là mình một khi đã muốn làm gì thì mình chắc chắn sẽ làm điều đó, thì mình sẽ không ngại để mà đánh đổi lấy những cái gì đó có từ trước mà nó đã quá khứ rồi. Cái quan trọng nhất đây là cái vinh dự cho mình được đứng cùng anh em. Và bữa đó thì cũng thi mà đôi khi sẽ có những lúc hụt hẫng nhớ vậy, nhưng mà đó chỉ là cảm xúc thôi. Còn lại thì mình khi mà Giấy Cất được sướng tên lên thì mình còn chận lại một cái nữa, mình vẫn chưa tin là ô Giấy Cất và G-Ducky thì Giấy Cất là người quán quân. Mình khựng lại một cái, tức có lúc đó mọi người trong khán đài đều kiểu hít vô một hơi khá sâu, nín thở một chút rồi mới nhận ra là wow, Giấy Cất là quán quân. Mình rất mừng, bay lại ôm Giấy rồi quay qua thấy G-Ducky khóc. Phải vào ôm em mình cái luôn. Yep. Tất cả đều xứng đáng, tất cả đều có thông điệp riêng của nó. Cái khoảnh khắc mà cả hội trường phải khựng lại và bản thân mà cũng phải khựng lại, nó là vì cái gì? Tại vì cả hai người đó, tại vì thường Ricky là trong fan group của G-Ducky, chú Bịch Vàng, thì thấy mọi người những thứ mình chọn cho chứ đôi khi rất nhiều, thì mình cứ nghĩ là ồ, thành niên này được yêu quý như thế là chắc là ôi cái cúp này là thôi cầm về lại em ơi. Ôi nhưng mà mọi thứ nó lại khó nghĩ hơn rất là nhiều quá. Một cái chương trình thật là khó đón, và nó lại vô cùng có ý nghĩa cái thông điệp đằng sau của cái việc mà Giấy thắng. Không biết nói gì hơn ngoài việc là cái chương trình này quá đã thì. Vậy thì bạn cảm thấy là
là cư dân mạng có quá khắt khe với cái biểu cảm của Chiraki khi mà nhận cái chiếc áo quân hay không? Đúng rồi, mình thấy mọi người hơi bị seriously. Tại vì cái cảm xúc nó dâng trào mà. Không lẽ tại vì mỗi cái gương mặt của mỗi người á sẽ có kiểu biểu cảm khác. Nhiều người cười như không cười vậy đó. Có những người mà không cười mà mặt như cười vậy đó. Còn những người có những người mà mặt cố ngầu nhưng mà không thể ngầu được. Vậy thì nếu mà để nói một lời để động viên Chiraki và gửi lời chia sẻ chiến thắng dành cho Thế Chót thì bạn thể chia sẻ với các bạn. Tức là nếu bây giờ có thể nói một lời để động viên Chiraki về cái sự việc ồn ào sau cái đêm chung kết hôm qua thì bạn sẽ nói gì? Và đối với Thế Chót thì bạn sẽ nói gì? À, nhưng đối với sự việc ồn ào hôm qua thì thì hôm bữa anh em cũng trêu trêu nhau là giờ trong chương trình ai cũng bị đang dính ai cũng hầu hết đều cũng đã dính phốt hết rồi mà Chiraki chưa dính thì vị trí cao thì nó cũng sẽ có những cái áp lực riêng của nó thì anh mong là em sẽ kiểu tỉnh táo và hãy dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi. Và em nên nhớ là Thành Ro vẫn còn giữ cái clip em khóc khác ở trong điện thoại của Thành Ro. Cho nên là cái clip mấy cái hình ảnh trên mạng nó cũng chưa quan trọng lắm đâu. Yeah. Và khi nào về Sài Gòn thì hữu anh. Và còn nhắn nhủ với lại Ghế Chắc. Ghế Chắc mà rất cứng. Cho nên là mình nghĩ là Giấy Chất sẽ ổn thôi. Bạn đồng hành với lại chương trình từ đầu mùa tới giờ á. Mình vậy đi. Xong mình mai mốt đi làm cũng ai nhận. Rồi đi làm nghệ sĩ thì kêu là đừng thăm mình vậy đi. Rồi xong mình không có lên TV được đâu. Rồi mọi người nghĩ là Giấy Chất có nhiều cái tình tâm tình nguyện như vậy rồi chúng ta sẽ chịu được những cái điều gì nhưng mà nhất chắc vẫn bắt xe trong đêm đi về Sài Gòn vẫn đi và hay hơn một cái nữa là chương trình vẫn cho phát sóng và Giấy Chất đã chiến thắng một cách mà thuyết phục. Điều đó chứng tỏ là cái tuy là cái định kiến của Việt Nam nó rất nhiều nhưng mà ở Việt Nam vẫn, con người Việt Nam vẫn không thiếu tình thương, không thiếu sự vị tha. Đó là cái ý nghĩa đáng của cái kết thúc của Tết Việt. Nhưng mà hôm qua như Đức Thế có trả lời với lại báo chí thì lại là những cái nhưng mà mình rapper thì không biết là bạn có thể khi nào cái ý nghĩa của xong thì dạ thì đó là cái xong là xấu là định kiến ở bên ngoài xã hội còn trong thế giới của underground lại có một định kiến khác ngược lại là hip hop là phải xong mình rồi hip hop là phải khí chất của người cho mà họ cũng nhận ra là những cái câu chuyện và những cái sở thích thì yeah, bản thân Đức Kỳ cũng là một người không có một hình xăm nào trên người hết thì Đức Kỳ hiểu cái ý của Sinh Đức Kỳ đó là muốn chứng minh thực lực của mình bằng rap chứ không phải là bằng bề ngoài. Yeah. Đó là hai cái kiểu quy chuẩn của bên ngoài này và underground. Sau khi mà cuộc thi kết thúc thì là đa số các bạn thí sinh đều không như trước đây thì là mình chỉ thiên về âm nhạc thôi nhưng mà bây giờ thì bản thân cũng mỗi người thì nó cũng gần như là giống như là celeb thì khi mà có những bài sáng tác của nhiều bạn thì nó lại có những lời lẽ dung tục thì nó mới đây thì nó cũng gây tranh cãi nhiều ấy. Là trong lời rap có những lời lẽ dung tục á.
thì nó là một cái mảng khác của hip hop. Tại vì đối với Ricky, riêng với Ricky, khán giả là ai? Khán giả là những người trẻ, những người lớn, những người đi làm và những người chưa đi làm, những học sinh và người già, và có cả nghệ sĩ ở trong đó nữa. Và nói chung là âm nhạc nó là con người. Trước khi không xây dựng hình ảnh mà hip hop á, sẽ là xây dựng con người. Con người như thế nào thì mình sẽ bộc lộ ra cái âm nhạc như vậy. Và con người thì có người này, người kia. Cho nên là cái việc mà âm nhạc có người thích dùng từ ngữ này, người thích dùng từ ngữ kia là chuyện bình thường, giống như là ở ngoài đường, giống như là cuộc sống của mình đi. Thì con người có cái lúc mà nói chuyện rất là bình thường, còn có những lúc vui nói chuyện với bạn bè thì lại dùng từ ngữ thái tục xíu. Đó là phản ánh cái thực tế. Cho dù mọi người có chấp nhận hay không thì nó, cái thực tế nó vẫn tồn tại. Là trong cuộc sống này có những người nói không sử dụng lời lẽ liên tục, nhưng mà vẫn có người sử dụng những lời lẽ đó để biểu đạt lên một cái trạng thái cảm xúc đó, và điều đó là có thật. Nhưng cái khi mong muốn ở đây là mọi người nên sử dụng những lời lẽ đó ở đúng nơi và đúng lúc. Vì ba mẹ thì là giáo viên tiểu học, cho nên là khi tiếp xúc với rất nhiều là mấy đứa nít, và đến khi luôn dành tình cảm đặc biệt tới bọn trẻ, là tại vì hồi trẻ đến khi thấy gì đến khi học theo đó, cho nên là mình không có mong là bọn trẻ sẽ nghe được những cái bài mà nó quá hạt kho, và sẽ hỏi những cái giống như là mẹ ơi, anh Duy nói thâm đầu gối là gì vậy mẹ? Cho nên là hãy kiểm soát con trẻ và hãy tìm những bài nhạc rap nào phù hợp cho con trẻ nghe. Yeah. Trường hợp của MCK á, thì MCK cũng khá là gây cái dư luận trái chiều về cái việc mà sử dụng những cái từ ngữ như vậy, rồi thậm chí là lên cả truyền hình mọi người đưa tin VTV này kia nữa. Thì bản thân em là một người cũng hoạt động trong rap đó, thì em cảm thấy là như thế nào, nó có khiến cho ảnh hưởng cái môi trường mình đang hoạt động, hay là khiến cho mọi người nghĩ không hay về cái công việc của mình? Em nghĩ là không thể nào mà đánh đồng vô vậy được, tại vì kiểu mỗi người một cái nết, mà giờ cái nết của MCK nó như vậy thì không phải là nói về cái phần mà trẻ như MCK mà còn về thực ra người lớn có nhiều người cũng như vậy. Nhưng ở đây là cái việc là tuổi trẻ mà cái việc mà sai hay là kiểu vô tình làm một cái gì đó mà gây ảnh hưởng tới người khác, hay là cái chuyện có xảy ra, đó là thực tế. Vấn đề đây là MCK cũng đã nói với mọi người là là cũng đã nhận cái phần sai, biết mình đã sai cái phần nào. Và bây giờ là chỉ có việc là tin tưởng vào MCK về tương lai. Tại vì mình chơi với MCK thì mình hiểu cái nết của MCK như thế nào. Và đó cũng là một phần trong cá tính âm nhạc của MCK. Yep. Chỉ hãy nói vậy thôi chứ cũng